Hey, xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc. Set up nhà thông minh nghe là đã cảm thấy đắt tốn kém rồi đúng không? Ngày xưa thì mình cũng có một cái tư duy vậy đấy anh em ạ. Nhưng mà nếu như anh em biết tận dụng những cái món đồ hay ho ấy, thì cái việc set up nó cũng chả tốn một chút nào đâu. Mà đợt này thì Lazada đang sale có chương trình ngày 11 tháng 11 sẽ có rất là nhiều những món đồ thông minh sale. Ở đây thì mình tận dụng mình mang hẳn con Google Nest Mini này về nghịch cho anh em xem là cái việc setup nhà thông minh nó dễ như nào nhá. Về chiếc loa Nest Mini này thì tuy nó chỉ có mức giá là 700.000 thôi, nhưng mà nó lại được tích hợp toàn bộ những cái tính năng thông minh của Google Assistant và nó có khả năng điều khiển toàn bộ hệ sinh thái Smart Home như là bao mẫu máy loa đắt tiền khác đấy nhá. Hiện tại thì cứ giả sử là nhà của anh em chưa có những cái thiết bị thông minh, ví dụ như là robot hút bụi thông minh hay là công tắc thông minh đi chẳng hạn, thì ít ra anh em cũng sẽ có cho mình một chiếc smartphone rồi đúng không? Đây cũng là một thiết bị thông minh rồi. Và khi mà anh em biết cách tận dụng chiếc smartphone và chiếc Google Nest Mini này là anh em cũng có thể làm được đủ thứ trò rồi. Và ok, ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em những cái trải nghiệm xung quanh chiếc smartphone với cả một chiếc Google Nest Mini này nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm thiết thực trong cuộc sống, trong gia đình của chúng ta, để cho anh em nào xem xong cảm thấy nghiện quá thì anh em mua thêm những thiết bị khác về kết nối vào điều khiển cho nó sướng, được chưa ạ? Đầu tiên thì anh em cần kết nối chiếc loa Nest Mini này với chiếc điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Google Home. Thao tác kết nối thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em ấn vào cái dấu cộng này phát là máy sẽ tự động tìm và kết nối luôn. Xong. Và khi đã kết nối được rồi thì ở phía trên đây nó sẽ có mục Quick Control để cho anh em có thể thao tác nhanh với nhà của mình này. Chẳng hạn như là ở mục Media là nó có thể điều khiển nhạc đang phát từ Google Nest này, hay là mục Routine thì sẽ là việc Google Assistant sẽ tự động hóa các thao tác hàng ngày của mình. Cụ thể về ứng dụng của tính năng Routine này thì mình có thể sử dụng câu lệnh I'm Home để bảo với Google là bật quạt, bật đèn và đọc tin tức cho mình luôn. Hoặc là như mình có thể dùng thêm tính năng Routine trong Google Home với ứng dụng Google Clock để báo thức. Thì ví dụ như là sáng dậy nhá, mình vừa bấm Dismiss tắt báo thức cái là Google Assistant nó sẽ thông báo luôn cho mình là tình hình thời tiết ngày hôm nay như nào, tình hình giao thông như nào. Và chơi nhạc khắp nhà luôn cho nó hứng khởi, bật dậy phát đánh răng đi làm, sướng. Tiếp theo, ở trong cái mục Broadcast ấy, nó sẽ biến chiếc loa này thành một cái bộ đàm để cho anh em có thể giao tiếp với các phòng khác nhau nếu như anh em có nhiều loa thông minh. Hello. Còn mục video call thì về nhà mình lại không dùng được, bởi vì con Google Nest này nó làm gì có màn hình đâu. Bên cạnh việc tương tác với cả loa thông qua điện thoại thì mình hoàn toàn có thể đặt điện thoại sang một bên và tương tác trực tiếp với cả chiếc Google Nest Mini này thông qua câu lệnh OK Google. Bởi vì chiếc loa 700.000 này nó được tích hợp ứng dụng Google Assistant hoàn chỉnh như là trên smartphone mà. Ví dụ như là vợ mình rất là hay dùng cách này để có thể đặt hẹn giờ lúc nấu ăn. Set a timer for 10 seconds. Okay, 10 seconds. Và một cái điều rất là thích nha là mình có thể nhờ chiếc Google Nest này phát ra mấy cái tiếng ồn trắng để em bé nhà mình có thể dễ ngủ hơn vào buổi tối. Rồi, như vậy là mới có một chiếc Google Nest Mini và một chiếc smartphone thôi là đã có thể làm được đủ thú trò thông minh rồi đúng không? Vậy thì bây giờ anh em muốn ứng dụng sâu hơn trong gia đình thì sao? Thì nó đơn giản thôi. Anh em đi mua những thiết bị thông minh khác về, ví dụ như là robot hút bụi thông minh này, hay là công tắc thông minh này của bất kỳ hãng sản xuất nào cũng được, ví dụ như Xiaomi chẳng hạn. Về cơ bản thì gần như tất cả những cái thiết bị thông minh nó sẽ kết nối thông qua Wi-Fi. Ví dụ như là công tắc chẳng hạn, anh em lắp cái công tắc mới vào cái công tắc cũ của cái bình nóng lạnh chẳng hạn, anh em có thể điều khiển thông qua điện thoại. Ở trên công ty trước khi về nhà anh em bật cái bình nóng lạnh lên thông qua điện thoại là ở nhà công tắc nó đã tự bật lên rồi. Hay là công tắc điện này chẳng hạn, nó sẽ kết nối thông qua Wi-Fi, thông qua mấy cái công tắc thông minh. Anh em mua thì nó cũng sẽ rẻ thôi, tầm mấy trăm ấy mà. Hoặc là đối với những cái thiết bị khác cần điều khiển hồng ngoại, ví dụ như là TV này, hay là cái điều hòa chẳng hạn, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ cần mua thêm một cái cục phát hồng ngoại vào. Giá của nó thì cũng rẻ thôi, chỉ vào khoảng là mấy trăm mà. Anh em sẽ cho cái cục phát hồng ngoại đó học lệnh thông qua cái app Google Home này. Rồi sau đó anh em sẽ gán lệnh cho nó, gán lệnh điều khiển quạt, gán lệnh điều khiển điều hòa, lệnh gì, lệnh A, lệnh B, lệnh C, gán lệnh điều khiển TV. Là như vậy là xong. Mỗi phòng thì anh em sẽ cần có ít nhất một cái cục phát hồng ngoại như vậy để có thể điều khiển những cái thiết bị trong một cái căn phòng đó. Thì nó sẽ phải đặt ở một cái chỗ nào đó nó tiếp cận được với những cái thiết bị, khoảng là đặt trên trần nhà chẳng hạn. Và như vậy là xong rồi. Chỉ cần có một chiếc Google Nest Mini và một chiếc smartphone là anh em đã có thể chơi được đủ thứ trò rồi. Smart Home nó cũng đâu có gì là phức tạp lắm đâu đúng không? Và sau khi mình chia sẻ anh em thấy thích quá, nếu như anh em thích chơi sâu hơn, kỹ hơn thì anh em có thể mua thêm đồ về để nghịch. Về cơ bản thì nguyên tắc hoạt động của nó cũng chỉ đơn giản thôi mà. Tất cả mọi thứ nó sẽ được kết nối thông qua Google Assistant.
hay là thậm chí nếu như mà anh em mua cái chiếc Google Nest Mini này mà anh em không thích sử dụng những cái tính năng smart của nó ấy, thì thiết kế và đặc biệt là chất âm của chiếc Nest này nó cũng cực kỳ đáng để cho anh em mua và trải nghiệm rồi. Mình không ngờ rằng một cái mẫu loa nó chỉ có mức giá khoảng là 700.000 thôi, nó nhỏ gọn mà nó lại có một cái chất âm tốt đến như vậy. Nó cũng phải ngang ngửa với cái mẫu loa Bluetooth 1 triệu đấy. Âm thanh cho ra thì có mức độ chi tiết rất là cao, trong trẻo này, bass dày này, và đặc biệt là nó có công suất 15W lận. Nó lớn hơn đáng kể so với 9W ở đời trước. Thế nên thì trong phòng khách kiêm phòng bếp khoảng là 50m2 như là nhà mình thì anh em nghe vẫn rất là tốt. Để mình show cho các bạn xem nhá. Và ok, đó chính là những cái chia sẻ của mình về chiếc Google Nest Mini này. Và cũng như là chia sẻ với các anh em cách setup một cái smart home đơn giản. Nó cũng không quá là phức tạp đúng không? Nó cũng không tốn quá là nhiều chi phí của anh em đâu. Cái đợt sale này thì chiếc Google Nest Mini này cũng đang được sale đấy. Ngoài ra thì anh em xem xong video này, anh em muốn nghịch sâu hơn về smart home thì anh em cũng có thể tận dụng cái đợt sale này của Lazada để có thể mua thêm nhiều những thiết bị khác về nghịch cho nó sướng. Ngồi một chỗ điều khiển tất cả những cái thiết bị khác, sướng không? Và ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và từ từ nhá, để mình làm mẫu này. Ok Google, turn off the light. Đấy, đỉnh không? Không cần dây luôn. Chạy bằng cơm mà.